Hello anh em, hôm nay chủ nhật đi rừng chơi, đang làm món mới nè, gà sa lửa. Không, lửa bên này mà con gà bên kia thấy mỡ nó chảy phê chưa? Đó, mỡ nó nhiều quá. Hấp dẫn không? Có quay mà, có quay mà. Đây là mấy ông anh của mình. Có treo nướng cái canh treo. Treo rừng á. Ông hội trưởng cục đá linh. Trời sẵn đâu? Đó. Hội trưởng cục đá linh cũng thằng này ăn mẹ rồi. Xoài đó anh em. Đây là hội trưởng hội câu cá. Ở đây là ông anh ở trong xóm. Ở đây là chủ tịch hội du lịch. Ở đây là Út là hội viên của hội du lịch. Ở đây là con gà. Đó, nướng kiểu này thôi, mỡ nó chảy nhiều nghe đã chưa? Đâu cần than ở dưới đâu. Nướng gà kiểu mới mà. Không nghe cái hơi nóng thôi là nó phê như con tê tê rồi, đúng không? Nè, mỡ nó nhiều quá. Để mình là zoom lại nha cho anh em coi. Đó, thấy đã chưa? Đó, mỡ nè. Phê. Nhìn là thấy hấp dẫn thấy thèm đúng không? Đôi mắt xa quá im. Đây là anh chủ kênh gì? Hoài Nhân Vlog. Hoài Nhân Vlog ha. Câu cá sinh tồn á, ảnh là dân ở dưới thành phố Hồ Chí Minh, lên đây tham gia hội chơi cho vui. Đó, mình nướng con gà này nhìn thấy nó hấp dẫn quá, hấp dẫn luôn anh Cơn. Lại coi nè, mỡ nó nhiễu ra nhìn thấy phê luôn anh Cơn. Đúng rồi. Gà này béo. Gà mái hay sao? Gà mái là 2 kg mấy vô. Gà đòn, gà nồi mà. Vậy cho được chị Biêu anh. Gà đồng minh mông, gà cho mày hái thò luôn. Mai mốt á, mình tính mùa thòi tới đó tự hái thò là cầm. Để mà cầm thiên lâu lâu đi vô rừng núi hoang vu chơi các bạn. Đây là giữa rừng già luôn nha các bạn, có khu du lịch Thác Mai Bào Nước Sôi á. Đây là cái hồ nước sôi nè các bạn, nước nóng á, nước nóng mình kêu nước sôi nhưng mà nhiều người kêu hồ nước nóng á. Đó, nói chung là đây một góc thôi của khu du lịch hồ nước sôi rừng, bốn phía là rừng hết. Rồi 10 phút trôi qua rồi anh em, thấy hấp dẫn chưa? Ồ, quá hấp dẫn luôn. Tao nói chưa được 1 tháng thôi ha. Chưa, mới hôm Tết đây chứ đâu. Quá phê luôn. Nhìn nó mỡ nó chảy xèo nè, anh em thấy đâu. Đó. Đứng kiểu này con gà nó chín lên nó rất là ngọt, rất là thơm. Từ từ mình xay đều chứ, xay đều từ từ chứ. Anh hồi xưa anh tha phương thấp bắt người Hoa, ông là cá nuôi đó, ông cái là ông mới gửi anh liên đoàn lao động hồi 22 rồi gửi. Phơi. Tới chưa? Ông không gửi anh học đi học có tóc là gì biết chữ rồi xong luôn rồi. Đó. Mình đổi đó mình đi làm việc như bây giờ. Hấp dẫn. Chết luôn. Quá hấp dẫn. Đó. Nhờ cái ông cha nuôi của em, ông chỉ em có tình đổi cho mình chết. 20 phút trôi qua rồi các bạn. Mùa mưa nè, anh từng sốt mà bây giờ anh vẫn còn bị sốt, không trị hết luôn á. Hỏi anh hai coi sốt anh hai à. Sốt rét đất ở đây, mỗi lần anh nhậu xỉn lên nó phát sốt ra. Nó không hết ha. Sao hết được, anh quen mình. Nó còn hoài luôn à. Không. Anh uống không đi đa không á. Đó đi đa bây giờ nó cai trị rồi, trị Covid á. Anh uống nó một phát nó màu xanh không? Đừng hồng mà nó hết. Nhậu xỉn cho hoài thôi, mạnh da. Khi đuối xuống là nó bật lại sốt 3 ngày 3 đêm, nó lạnh trong riêng trong da anh lạnh quá vậy. Với đứa nhỏ được cho nó đi buổi tối ở đây rồi lại uống. 45 phút trôi qua các bạn, gà bây giờ nó chín vàng tươi luôn nè. Không? Chín vàng rực luôn rồi. Đó, phê chưa? Cá ổng luôn à. Có biết không?
nè anh hai anh Cường, anh hai anh Cường được rồi. Rồi đi nướng cá nè anh em ơi, nghe cá nè. Anh Ba Hưng ơi, kêu anh hai lên nhà bác Cường chơi. Hưng, kêu anh hai lên nhà, ra nhà bác Cường chơi. Nhanh lên, đi, chuyển động nhanh lên. Dễ dầu nó chịu anh. Kêu anh hai đi nhà bác Cường. Mình cứ xé đi, xé ra cho có thước phim đồ lên chứ. Đó. Treo nữa nè. Treo. Xé đi Út, xé đi Út, xé đi. Xé đi rồi ăn nhiêu ăn còn nóng nè, ăn cho ngon cái đi rồi tí xíu nữa về nhà mình còn nhiêu mình ăn. Lên anh xui chơi. Lên anh vui vẻ lắm. Lên nhà anh xui chơi, đừng có hang quay kết làm xui đi, con lên chơi vui vui. Gà này gà gà gà, gà nồi á. Không em. Hai đứa nó tưng tưng tằng tằng dưới kìa. Nãy giờ nãy giờ nước không có nhiều lắm. Vừa chín tới luôn nè. Còn nóng không? Anh Cường nếm thử mía anh Cường. Trời ơi, cũng nghĩ sao ăn nó lớn rồi không? Gà nè không? Khói nè, khói nè lên chùng 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 chục nè. Má kiểu này chết thiệt chứ. Cứ nào kiểu nổi. Tới luôn bạn. Đó, mấy cái bày ra như vậy chết thiệt cái thằng này. Thằng hội trưởng này chết thiệt chứ. Nó cứ bày như vậy nè, chết nó lạ luôn nè đây. Gà rừng nướng như vậy á, chết thiệt chứ. Thỏ rừng, treo rừng, gà rừng. Ủa thằng này là thằng thài chuyên môn luôn. Do ông trưởng đoàn rồi nè. Do ông Hiếu này, trưởng đoàn rồi coi anh hai mẫn rồi nè. Rừng thấp mai nè. Do em Út Tiêu nè, toàn là cao thủ không à. Cứ nào kẻ nói được cái món đó, đó. Ăn gì chết mà lạ nha. Chết thì chứ ơi. Coi. Wow, nóng. Rồi cho anh đi rượu vô Út. Rượu rót vô. Má nó sẽ là nhìn đã mặn cái nổi đâu. Ngon. Anh hai lên thay đồ đi nha, bác Cường chơi nghe. Cái vụ đi chứ. Rõ ngon các bạn ơi. Ra đi. Châu Huynh cảm giác nóng không anh ơi. Lắc giải cho con hết vợ. Bốc khói luôn. Lên 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 nhanh. Tắm rửa đi nha, bác Cường chơi. Mời các bạn nha. Cha con mày cũng giấy hết á. Chuột ăn không con? Cho nó cái cánh á. Rồi cho nó u cái đằng luôn. Nó nhìn béo quá. Chuột ăn cái đùi. Ăn miếng rồi nó té ớn rồi. Xem đi xem rồi. Nóng quá nha. Nhiều quá hả? Cũng nhìn miếng nó ớn rồi. Không mà nó ngon á. Nó ngon á. À, vô làm miếng gà nướng đi. Hấp dẫn lắm. Vui mà. Chạy, lấy chấm miếng gà nướng đi. Vui làm miếng gà nướng. Cầm đứa cái không ăn cả không được. Cầm cái gì để coi phim vậy nó vui vậy. Dựng thử cứng chương trình rồi. Vô đi chơi, chơi với chị Xui rồi anh chơi cho nó vui vẻ đi. Rồi, qua em qua này đó, chị Xui nè, cầm cái đùi. Cầm cái đùi nè. Cầm cái đùi xong không ăn thả xuống. Cầm xong thả xuống. Dạ được rồi anh. Cầm xong tao quay phim lại xuống rồi kêu tí vô. Cầm tí rồi cầm cái đùi. Đó, vô cái vui vậy. Cầm cái đùi đi. Vô cầm cái đùi quay phim kỷ niệm với vui. Móc coi nhắc lại. Em mấy quá ngon rồi, quá ngon quá. Vui. Thằng này. Làm như tao tao cũng trong thành phố mà đi cầm cái đùi để uống được lấy cầm cái vui cái vợ toàn nó quay bà Xui bà quay kìa đó hai mấy đứa mày làm Xui được á đó đó dứt đó dứt mình dễ đâu dễ đâu cầm cái ly không 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 quá đã nhầm cái cầm cái ly cũng được cầm cái ly được cầm cái ly không uống được đó nhắm 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 là thải nó mình được đó nhà chị ra nhà có xâm đất nè nướng rồi nướng vui nè lửa rồi lửa rồi lửa rồi á nè lên đây không có thông báo dạ nè lửa nó hấp vô mấy một phút không có báo luôn từ cái tầm 5-6 giờ sáng á. Thôi xong nha, chào các bạn nha. Mình kết thúc video nha, chúc các bạn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc cuộc sống. Bye bye.